第三百八十二天，ngày ba trăm tám hai. Chỉ có cuối tuần và ngày nghỉ lễ khách khá nhiều. Hãy nghe phản lại. Chỉ có 末和节假日客人比较多，只有周末和节假日客人比较多。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi về phía trước đại khái khoảng 200 mét. Hoàng chiến dấu ta cài ở Chất liệu vải sờ lên. Mẹ mua chỉ lái. Dân mẹ đến tự chọn. Tài lái chuyển. Chất liệu vải rất mềm mại. Mẹ lèo khẩn rấu Chuyên tâm chọn, chú tâm chọn. đoan xin theo trang xin theo hai triệu nguyên văn là hai trăm vạn hai trăm bảy mươi tổng công ty phái đến tổng công ty cử đến dùng công sư phải lái xiên thì dê nướng hỏi yáng rầu thoảng không gấp không vội bù chí ngồi một lát dù ý khuẩn. nhà đối diện kia tùy miền nể cha bốn mươi hai đồng sửa hoàn lẻng chiên tuần năm trăm linh hai nghìn ủ sứ chiên lần sau lại đến xả xứ giải lái sẽ còn đến mà khái khuẩy lái đó ăn sạch rồi chứ quang lợn việc của bảy tám năm trước，七八年前的事。không ăn nổi lẩu nữa，吃不下火锅。đặt chỗ，预定位置。đặt chỗ trước，提前预定位置。 ngày thường Kính rử Chỉ có cuối tuần và các ngày nghỉ lễ Chỉ có cuối tuần và các ngày nghỉ lễ